Những cách ăn rong biển không những độc lạ mà còn siêu tiện. Có thể bạn chưa biết, nay mình sẽ chỉ cho mọi người ba cách nha. Đầu tiên là một món ăn vặt tưởng lạ mà quen, bánh tráng trộn rong biển. Đã có ai biết món này chưa? Mấy nguyên liệu làm món này chắc trong nhà ai cũng có luôn á. Mà cái bước quan trọng nhất của món này là pha nước sốt. Lưu ý một điều rất quan trọng là cho ít sa tế thôi, chứ mình cho tận 2 thìa sa tế cay xỉu. Rồi cho các loại topping như xoài, trứng và rong biển giòn trộn gia vị vào. Cứ thế dùng đôi bàn tay khéo léo và đầy nghệ thuật của mình trộn lên thôi. Nếu trộn kỹ một tí thì bánh tráng sẽ ngấm gia vị hơn. Và đây chính là siêu phẩm bánh tráng nhà làm. Tuy có hơi cay một tí nhưng mà ngon lắm nhá mọi người. Rong biển kết hợp với bánh tráng khá là hoàn hảo đấy. Bạn nghĩ sao buổi tối chỉ có một món ăn vặt như thế? Tất nhiên làm sao lấp đầy được cái bụng đói này, nên lại có thêm món cá hồi trộn rong biển cực kỳ healthy. Làm món này không những nhanh hơn món trước mà còn đủ chất cơ. Sau khi chiên chín, cá hồi sẽ trộn cùng với cơm và rong biển giòn trộn gia vị. Thêm một tí đậm đà và đủ chất hơn nữa thì có lá kim tẩm dầu ô liu. Hồi trước chỉ cần ăn cơm không với lá rong biển như này đã thấy đủ ngon rồi. Lá rong biển thì mềm thơm, có một tí giòn. Ăn kiểu như này không tốn cơm thì hơi phí đó nha. Mọi người còn nhớ đợt dịch có món pizza mì tôm khá là hot hit không? Mình sẽ làm thêm một món vừa giống ăn vặt vừa giống món chính. Món đấy chính là pizza mì tôm rong biển. Mà kể ra rong biển của nhà Offord này làm được nhiều món nhở. Không những nhanh gọn tiện lợi mà còn đủ chất nữa cơ. Làm món này thì mọi người nên cho 2 quả trứng và một ít rong biển thôi. Vì rong biển sẽ hút nước nên cho nhiều sẽ bị khô đấy. Nhà mà có trẻ con làm mấy món này chắc các bé thích cực. Bước cuối cùng thì mình cho mayonnaise và tương ớt vào. Món này nhìn chung ăn vặt buổi chiều vui vui cũng ổn áp phết. Mọi người mà muốn biết thêm những món ngon, lạ, hấp dẫn và đơn giản như này thì cùng mình tham gia hashtag ăn cùng TikTok nha.